Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tại họp báo quý 3 của Bộ Công an vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã chia sẻ thêm thông tin về vụ án nữ giúp việc bắt cóc bé gái ở Hà Nội. Đây là thời điểm sau hơn 10 ngày cơ quan chức năng công bố thông tin Giáp Thị Huyền Trang bị bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 19 tháng 9 tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm đã tử vong. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, sau khi vụ án xảy ra, Công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để truy bắt đối tượng, đặt mục tiêu giải cứu cháu bé. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án hình sự nên đã kịp thời khởi tố vụ án. Tiếp đó, xác định đối tượng đã nhảy cầu tự tử, Công an Hà Nội tổ chức thực hiện giám định ADN, nhận dạng từ gia đình, làm rõ thi thể chính là đối tượng gây ra vụ bắt cóc. Hiện Công an Hà Nội vẫn tiếp tục mở rộng điều tra xem có dấu hiệu của đồng phạm trong vụ án hay không. Trường hợp Giáp Thị Huyền Trang không có đồng phạm thì cơ quan điều tra sẽ đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật bởi bị can đã tử vong. Công an tỉnh Hưng Yên mới đây đã thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 19 tháng 9 tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Theo đó, ngày 19 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đề nghị của Công an Hà Nội về việc phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang, 27 tuổi, ngụ tại tỉnh Bắc Giang, là nghi can bắt cóc cháu NHT, tên viết tắt, 2 tuổi ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội nhằm đòi tiền chuộc. Theo một nguồn tin, nghi phạm từng là giúp việc cho gia đình cháu bé. Sau khi thôi giúp việc, người nhà vẫn thuê kẻ này đưa đón cháu bé đi nhà trẻ. Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tổ chức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng và giải cứu cháu bé. Qua truy xét đến khoảng 11 giờ 30 ngày 20 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện cháu T trong tình trạng bất động tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngay sau khi phát hiện, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác minh làm rõ. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức điều tra, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án và xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ việc trên, bước đầu cơ quan chức năng xác định động cơ của nghi phạm gây án là để tống tiền. Đối tượng đòi gia đình đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng. Liên quan đến vụ bắt cóc bé gái 2 tuổi ở Hà Nội, bước đầu cơ quan công an xác định nghi phạm là Giáp Thị Huyền Trang, 27 tuổi, quê xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Sáng 21 tháng 9, Công an xã Việt Ngọc thông tin, cơ quan điều tra của Công an huyện đang phối hợp điều tra, xác minh, truy tìm Giáp Thị Huyền Trang. Tại thôn Trung Chính, xã Việt Ngọc, nhiều người dân khá bất ngờ trước thông tin Trang là nghi phạm bắt cóc và nhẫn tâm ra tay với bé gái 2 tuổi ở Hà Nội. Trang là chị cả trong gia đình có 3 người con ở thôn Trung Chính, xã Việt Ngọc. Trang chưa lập gia đình, bố mẹ nghi phạm là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Nghi phạm từng tốt nghiệp một trường sư phạm, sau đó đi dạy học. Tuy nhiên, được một thời gian, vì thu nhập thấp nên Trang xin nghỉ việc để đi làm công nhân. Trong thời gian làm công nhân, Trang bị cho là dính vào nợ nần số tiền lớn, có thể là do chơi cờ bạc trên mạng, đầu tư tiền ảo. Bố mẹ đã từng phải trả thay cho Trang hàng trăm triệu đồng. Thời gian sau, Trang đi làm giúp việc ở Hà Nội và rất ít khi về địa phương. Các cán bộ xã, thôn cũng không biết Trang đi đâu, làm gì cụ thể. Ngày 20 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên điều tra nguyên nhân tử vong của một bé gái 21 tháng tuổi ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, tổ chức truy bắt nghi phạm gây án là người giúp việc cũ trong gia đình cháu bé. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị bắt cóc tại một khu đô thị cao cấp ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Sau đó, nghi phạm đưa nạn nhân rời khu vực trên và bỏ lại tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên rồi bỏ trốn. Khoảng 17 giờ chiều 20 tháng 9, hàng trăm người dân tụ tập tại khu vực thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để theo dõi lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc. Hiện trường cũng đã bị phong tỏa ngay lập tức. Lực lượng chức năng gồm cảnh sát, y tế, kiểm sát viên đến chiều tối cùng ngày vẫn đang làm nhiệm vụ. Rất đông người dân tại địa phương tụ tập quan sát bàn tán. Bà B, tên viết tắt, người dân thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, cho biết khoảng 17 giờ hôm 19 tháng 9, người thân của bà nhìn thấy một cô gái khoảng 25 tuổi đi xe tay ga chở theo bé gái di chuyển theo hướng đi ra nghĩa trang thôn Đồng Quê. Bà B kể lại,
Người thân của bà có hỏi cô gái đi đâu thì cô gái này nói chở cháu bé đi mua thuốc. Lúc đó bé gái khóc rất nhiều. Cũng theo bà B, khi được người dân chỉ đường ra hiệu thuốc thì cô gái này di chuyển về khu vực cánh đồng cạnh kênh Tây thuộc thôn Đồng Quê. Bà B nhận định nhiều khả năng cô gái này đã gây án tại đây. Theo lời kể của một người dân khác, sau khi cô gái đi xe máy đến chợ Mễ Sở để mua quần áo, thời điểm này quần áo của cô gái đã ướt hết. Sau khi thay quần áo mới, cô gái này di chuyển đến bến đò Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, để lại xe máy rồi đón taxi di chuyển đi nơi khác. Còn theo ông T, tên viết tắt, chủ hàng tạp hóa nhớ lại, khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 9, ông vô tình bắt gặp một cô gái đi xe máy màu trắng, chở đằng trước là một bé gái. Cô gái này hỏi đường đi chợ Mễ Sở. Sau khi xem hình ảnh nhận dạng của nghi phạm, ông T xác nhận cô gái ông gặp trước đó chính là người bắt cóc bé gái 2 tuổi trên. Nhìn nhận vụ việc, một chuyên gia pháp lý cho biết, theo thông tin ban đầu, nghi phạm lợi dụng việc gia đình thuê đưa đón cháu bé đã nảy sinh ý định bắt giữ cháu bé để nhằm mục đích đòi tiền chuộc là 1,5 tỷ đồng. Hành vi của đối tượng là rất táo tợn, dã man, tàn ác khi lợi dụng lòng tin của gia đình lên kế hoạch bắt giữ cháu bé để đòi tiền chuộc. Mặc dù gia đình đã cố gắng chuyển 350 triệu đồng cho đối tượng, nhưng vì lòng tham vẫn không chấp nhận trả cháu về cho gia đình. Trẻ em là người yếu thế và là đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em, đặc biệt là quyền sống sẽ bị xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật. Với tội danh trên, theo điểm A khoảng 4 điều 169 của luật hình sự, đối tượng có thể bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Vụ án cho bé NHT, tên viết tắt, sinh năm 2021, trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, bị nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, tấn công dã man tại một ao nước ở thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội, khiến dư luận bàng hoàng trước hành vi độc ác, mất nhân tính của đối tượng. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, tất cả đội điều tra trọng án và nhiều đơn vị trong phòng cảnh sát hình sự đã được huy động, nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ công an huyện Gia Lâm điều tra, truy tìm đối tượng gây án. Công an các quận, huyện giáp ranh với công an huyện Gia Lâm cũng được huy động phối hợp truy tìm đối tượng, giải cứu cháu bé, khẩn trương và rà soát hướng di chuyển của đối tượng. Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng liên hệ với công an tỉnh Hưng Yên, đề nghị phối hợp hỗ trợ xác minh, truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang. Qua truy xét, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9, công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện thi thể cháu T tại một ao cá ở thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Qua điều tra vụ án, công an thành phố Hà Nội xác định đối tượng mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, đội mũ, điều khiển xe máy đi đến trường học của cháu bé để đón cháu. Sau khi bế cháu bé lên xe, đối tượng điều khiển xe máy đi về hướng xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nhiều phút sau, đối tượng mới nhắn tin cho gia đình cháu T, thông báo đã bắt cóc cháu bé và đòi gia đình phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng mới thả con. Trước khi nhắn tin đòi tiền chuộc, nghi can đã nhẫn tâm ra tay với cháu bé. Sau đó đối tượng điều khiển xe đi lòng vòng qua một số cửa hàng, tìm mua quần áo để thay, hòng che giấu hành vi phạm tội và bỏ trốn. Qua điều tra ban đầu, nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang chưa lập gia đình cũng chưa có tiền án, tiền sự. Gia đình đối tượng ở quê nằm trong diện thuần nông. Chiều tối 20 tháng 9, những người hàng xóm và biết nghi phạm đã cho biết đối tượng có khả năng vướng vào nợ nần và nghe nói còn tham gia vào việc bán thận, nhưng đang chờ, chưa thực hiện được. Trong chiều tối và đêm 19 sáng 20 tháng 9, khi nhận được tin báo từ phía gia đình cháu bé, lực lượng công an các đơn vị đã lục tung hàng trăm nhà nghỉ trên địa bàn huyện Gia Lâm, Văn Giang, cũng như ở các quận huyện lân cận nhưng cũng không tìm thấy đối tượng và cháu bé. Trong quá trình tìm kiếm, đêm 20 tháng 9 tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Văn Giang, có một người phụ nữ bế cháu bé trạc độ tuổi nạn nhân đang thuê phòng. Ban đầu lực lượng truy bắt hy vọng đó là nghi can, song qua vài phút kiểm tra xác định không phải. Các khu vực nghi vấn khác cũng được lực lượng công an tập trung tìm kiếm và cho đến trưa 20 tháng 9, thi thể cháu bé được phát hiện tại ao nước ở thôn Nhạn Tháp. Theo một số trinh sát trong đội điều tra trọng án của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội, tại thời điểm nhận được thông tin tìm thấy thi thể cháu bé, lúc này toàn đội đang bủa đi khắp nơi tìm kiếm. Anh em khựng lại trong vài phút, không bước nổi vì quá đau đớn và phẫn nộ. Từ khi nhận được tin báo của công an huyện Gia Lâm, tất cả các đơn vị đều như chạy đua với thời gian để điều tra tìm kiếm cháu bé với hy vọng sẽ tìm thấy cháu nhanh nhất, giải cứu cháu bé an toàn.
dù đã đặt ra nhiều tình huống xấu khác nhau để có phương án xử trí, nhưng khi đó gần như khó ai có thể nghĩ đối tượng là có thể nhanh chóng nhẫn tâm ra tay với cháu bé dã man trước tin nhắn đòi tiền chuộc từ phía gia đình nạn nhân. Sau hai đêm thức trắng, những người lính trọng án và các đơn vị phối hợp vẫn đang tập trung truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án. Mới đây, liên quan đến việc bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi ở Hà Nội rồi sát hại tại Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang, 27 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang, về hành vi tước đoạt mạng sống của người khác. Ở đây là trường hợp sát hại bé gái 21 tháng tuổi. Trước đó, cơ quan chức năng đã xác định được Trang chính là nghi can bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi ở huyện Gia Lâm. Được biết, Trang cũng là giúp việc của gia đình nạn nhân. Sau khi bắt cóc, Trang đưa bé gái đến xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, đồng thời yêu cầu gia đình nạn nhân đưa 1,5 tỷ đồng để chuộc con. Gia đình bé gái sau đó đã chuyển cho Trang 350 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Trang vẫn ra tay với bé gái. Khoảng 11 giờ 30 ngày 20 tháng 9, Công an Hưng Yên phát hiện cháu T tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân T, 62 tuổi, ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, trong tình trạng đã ra đi mãi mãi. Bên cạnh đó, chiều tối 21 tháng 9, nhà chức trách phát hiện một thi thể nữ giới giống với Giáp Thị Huyền Trang ở sông Đuống. Lực lượng chuyên môn đang thực hiện các công tác giám định, khám nghiệm để xác định đây có phải là Trang hay không. Trước đó, vào ngày 21 tháng 9, thi thể một nữ giới được phát hiện ở khu vực hạ lưu sông Đuống, gần cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Trên người không có giấy tờ tùy thân. Qua nhận dạng ban đầu, thi thể tìm được trên sông Đuống khả năng là Giáp Thị Huyền Trang vì hình dáng quần áo khá tương đồng với hình ảnh đối tượng gây án. Tuy nhiên, để khẳng định đây có phải là đối tượng gây ra vụ án trên hay không thì phải giám định ADN. Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 19 tháng 9, Công an tỉnh này nhận được đề nghị của Công an Hà Nội về việc phối hợp xác minh truy bắt đối tượng Giáp Thị Huyền Trang là nghi phạm bắt cóc bé gái 2 tuổi đòi tiền chuộc. Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công an Hà Nội tổ chức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng và giải cứu cháu bé. Qua truy xét, đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện cháu Tê trong trạng thái ngừng thở tại ao cá thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân Tiến ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục xác minh điều tra. Liên quan đến vụ bắt cóc bé gái 2 tuổi tại Hà Nội, thông tin ban đầu từ gia đình bé gái bị bắt cóc cho hay nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang từng làm giúp việc cho họ. Những người trong nhà quan tâm, đối xử tốt với nghi phạm, không có mâu thuẫn gì xảy ra. Cụ thể, sau hơn 3 ngày kể từ khi cháu T, tên viết tắt, sinh năm 2021, cư trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nghi bị người giúp việc tên Giáp Thị Huyền Trang, sinh năm 1996, trú tại xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc Giang, bắt cóc. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đang phối hợp với công an các địa phương truy tìm nữ nghi can. Trao đổi với anh Hát, tên viết tắt, bố cháu bé bị bắt cóc sát hại, được biết hiện gia đình rất đau thương và bối rối nên chưa chia sẻ được nhiều. Đồng thời anh Hát cũng xác nhận nữ nghi can bắt cóc bé T là giúp việc của gia đình. Hiện mọi việc đang được cơ quan công an giải quyết. Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, ông Nguyễn Đức Hồng cho biết, vừa qua ông và trưởng công an huyện Gia Lâm đã đến Hải Dương để thăm và động viên gia đình nạn nhân. Quá trình tiếp xúc với bố mẹ của cháu T, lãnh đạo huyện Gia Lâm cho biết, gia đình bị hại kể Trang từng có thời gian làm giúp việc cho họ. Những người trong nhà thường xuyên quan tâm, đối xử tốt với Trang, không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, người thân cháu T không hiểu lý do vì sao mà nữ giúp việc lại bắt cóc làm hại đứa bé. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cháu bé rất ngỡ ngàng. Phó Chủ tịch huyện Gia Lâm cũng cho biết thêm, cháu T là con đầu trong gia đình. Sự việc xảy ra hết sức đau lòng và công an đang điều tra, làm rõ vụ việc. Bên cạnh đó, một trinh sát trong đội điều tra trọng án của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ khi nhận được tin báo của Công an huyện Gia Lâm, tất cả các đơn vị đều chạy đua với thời gian để điều tra, tìm kiếm cháu bé với hy vọng sẽ tìm thấy cháu nhanh nhất, giải cứu cháu an toàn. Vị này nói thêm, dù đã đặt ra nhiều tình huống xấu khác nhau để có phương án xử trí, nhưng khi đó gần như khó ai nghĩ đối tượng lại có thể nhanh chóng, nhẫn tâm sát hại cháu bé dã man trước khi nhắn tin đòi tiền chuộc từ gia đình nạn nhân. Chiều ngày 21 tháng 9, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, sáng cùng ngày, ông và trưởng công an huyện Gia Lâm đã về Hải Dương thăm và động viên gia đình cháu bé NHT, tên viết tắt 2 tuổi. T là bé gái bị bắt cóc ở Hà Nội trước đó. Sau khi thăm hỏi động viên, ông có tiếp xúc với bố mẹ cháu bé.
Gia đình cho hay đã lo hậu sự cho cháu vào đêm 20 tháng 9. Bố mẹ cháu bé cho biết, cháu T là con đầu trong gia đình. Hàng ngày gia đình vẫn luôn quan tâm, đối xử tốt với Giáp Thị Huyền Trang, nghi phạm bắt cóc cháu bé. Không có chuyện gì xảy ra, nhưng không hiểu tại sao nữ giúp việc lại làm hại con họ. Nữ nghi phạm đã giúp việc cho gia đình cháu bé một thời gian. Sự việc xảy ra khiến gia đình cháu bé hết sức bất ngờ và đau lòng. Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng chiều ngày 19 tháng 9 tại khu đô thị cao cấp thuộc địa phận xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đối tượng là nữ giới đã thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em và nhắn tin tống tiền gia đình cháu bé với số tiền 1,5 tỷ đồng. Ban đầu xác định nghi phạm thực hiện hành vi trên là Giáp Thị Huyền Trang, có hộ khẩu thường trú tại xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngày 22 tháng 9, Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội đưa bà L, tên viết tắt, mẹ của Giáp Thị Huyền Trang, nghi phạm bắt cóc bé gái 2 tuổi ở Hà Nội đi lấy mẫu phục vụ việc xét nghiệm ADN. Trước đó, Công an huyện Tân Yên nhận được yêu cầu phối hợp xác minh, truy tìm đối tượng của Công an huyện Gia Lâm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an. Ngay sau khi nhận được yêu cầu phối hợp, Công an huyện Tân Yên đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an xã Việt Ngọc phối hợp với các đơn vị tổ chức xác minh truy tìm đối tượng. Tuy nhiên, vào tối 21 tháng 9, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nữ giới trên mặt sông Đuống thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, được cho là Giáp Thị Huyền Trang. Nghi can bắt cóc cháu NHT tên viết tắt, trú tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, để đòi tiền chuộc. Sau đó, cơ quan chức năng đã làm các thủ tục để xác minh thi thể nói trên có phải là Giáp Thị Huyền Trang hay không. Sáng 22 tháng 9, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang, 27 tuổi, ngụ tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang về tội giết người. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.